gãy gọng vô trị bệnh cái coi. Dạ có. Mời vào. Đâu mà nghe tiếng rên không ạ? Trời ơi, sao đi cái tướng quải chà đậu hả? Dạ chào thầy. Thầy đâu đó à chào? Vậy chứ thầy đứng ở đâu? Bên cái quay. Trong danh trại quân đội quá. Tên gì? Trần Tắc. Tên gì? Trần Tắc. Nghe cái hơi biết sắp tắt à. Nhiêu tuổi? 97. Nhiêu? 97. Trẻ dữ ha. Bệnh gì? Khó thở. Sao khó thở? Ho. Còn sao ho? Hút thuốc. Bệnh già hơi khó nè. Đưa tay bắt cái coi. Ấy. Làm gì vậy? Sao bắt tay tôi? Bộ tính gù tôi hả? Cào máu cho bệnh nhân này chưa? Gù bà tế ông nội tôi hả? Còn chấm bút gì được nữa gù. Đưa tay bắt mạch. Bệnh gì đâu bác? Không bệnh vô đây làm chi? Chẳng ảnh tới. Ảnh nào? Chồng tôi đó. Trời ơi làm như trẻ lắm. Ảnh tới. Ảnh ương á hả? Ảnh đâu? Ngoài à? Mời vào. Cái tướng thấy ghét không? Anh ơi. Anh vô. Như chồng vô là như sáp lá cà vậy đó. Anh ơi vô. Em ơi, em đâu rồi? Làm sao, anh thấy em. Anh ơi, em đây nè. Làm sao em thấy anh. Sông ca, Phương Thanh Bằng Kiều. Làm cái gì ở trong này lâu dữ vậy? Tôi đứng ngoài kia tôi chờ tôi nhớ muốn chết luôn à. Không biết đâu tôi bắt đền à. Vô hỏi tùm lắm hết nè. Có vậy không? Em mà bà Trần ta. Hả? Bà qua bên đây. Tôi liệu vợ chồng bà luôn á. Ủa thầy đây không? Đưa tay bắt cái coi. Bắt mạch ha. Bệnh gì? Bệnh gì? Bà rảnh quá. Ho mà cũng bè nữa. Ông này tự nhiên sao câm hả? Câm cái đầu thầy. Tưởng là bệnh gì tôi ho. Tôi trả lời tôi bị ho đó trời. Bực mình quá. Hát quá. Giống khủng bố quá. Hai vợ chồng giống song kiếm hộp bích quá à. Sao ho? Leo cây, hái dừa, té, ho. Vô duyên lãng nhách chưa? Leo cây hái dừa té gãy tay gãy chân. Mắc mớ leo cây hái dừa té. Ho. Trời ơi, dừa. Té xuống như gốc dừa. Có mấy cây nhọn như mũi tên nó đâm ở trong ngực. Dập phổi. Ho. Con cháu đâu không chịu hái. Già vậy. Leo cây hái dừa. Ơ bà. Ai biểu là phải chính tay tôi hái thì bà uống mới ngon mới ngọt. Hái ở mấy trái rồi quăng xuống đỉnh xuống theo. Ai ngờ đâu có con le le bay ngang qua. Các bà thấy bà nói anh yêu bắt tặng cho em con le le. Nghe ngọt quá phải bắt tặng tao. Ăn tay thì đu đọt dừa. Ăn tay vớt con le le. Rồi có vớt được con le le không? Không biết vớt được hay không mà mở mắt ra nằm dưới gốc dừa. Lãng mạn quá ha. Trời ơi trời. Nghĩ sao 97 tuổi rồi còn có cái thú chơi le le. Trời ơi. Cái đầu quỷ à. Anh ơi vớt cho em con le le. Gớm chưa hả? Nhí nhà nhí nhẫn chưa? Cũng may là còn nguyên xác nguyên hình á. Yeah. Không thôi là hối hận với con le le rồi. Thôi được rồi, lấy cái thang thuốc về sắc cho chồng uống tan máu bầm hết ho. Dạ, yeah, sắc làm sao hả thầy? Về nhà bỏ thuốc vô nồi. Dạ. Yeah. Đổ 60 chén nước vô. Dạ. Yeah. Sắc còn lại nửa chén. Trời ơi.
nước thứ hai đổ 40 chén vô. Dạ. Nấu khi nào mà thuốc nó ra cái màu trắng như nước vôi á. Dạ. Chồng bà tắt thở. Hết cô. À. Nếu phải ăn 80 quen. Trời ơi, hai vợ chồng tôi ganh lô mơm thang là tam hào. Mà thang thuốc là 80 quan rồi, tiền ở đâu mà đưa? Không có tiền đưa thuốc này. Hỏi ý cái à. À bà quay hỏi ý bà ơi. Bà quay hỏi ý. Rồi, ngọt mới chịu qua. Cái này là hội chứng con le le đây nè. Bé yêu, qua đây anh chưa? Anh ý. À vậy mới chịu qua. Nổi da gà hết rồi. Bây giờ bé tính sao? Để em nói chuyện với ảo. À vậy bé đi qua bên đó đi ha. Ừ. À, Tục Tân ơi. Tục Tân đi, từ từ có chừng dấp té. Tục Tân ơi. Ôi biết rồi Tục Tân. Ừ. Ở cho anh nựng tới coi nè. Tục Tân. Quỷ à. À. Sao rồi Tục Tân ơi. Hả? Lên mới lên 5 lên 3. Có Tục Tân ơi. Cái nựng cái coi Tân. Thầy muốn ói Tục Tân ơi. Thầy. Gì? Cái thuốc nhỏ là thầy lấy 80 quan dân nghèo bệnh tiền đâu tới hút thuốc. Nghèo không có tiền thầy đừng có bệnh. Trời ơi. Ai muốn mình bệnh đâu à. Mệt quá đưa thuốc đây. Thôi đủ rồi. Chưa đưa tiền đủ cái gì. Bây giờ ông không dám lấy tiền à. Ông lại mày dám tự với thầy là. Tôi là quan tri huyện của cái vùng này. Mấy ngày nay tôi phải giả dạng bệnh nhân theo dõi hành vi lừa đảo của một dân làng để tố cáo. Bằng chứng đâu nói tôi lừa đảo. Tôi là bằng chứng. Tôi không phải là bệnh nhân mà tôi là vợ của quan huyện. Ông tin chưa? Dạ, hai vợ chồng quan ta lỗi cho con. Nghèo thất nghiệp, con nghề gì cũng làm. Nếu gì nghề lương thiện, tại sao không chọn làm mà chọn cái nghề thất nhân áp đức như vậy? Đã vậy không có kiến thức mà còn dám nhận học trò. Lỡ mai những đứa học trò sau này ra hè thì biết hậu quả thế nào không? Chết nhiều lắm quan. Còn thở. Hôm nay giờ biết được rồi. Thôi. Dạ.